Chào các bạn, tự nhiên hôm nay mình nổi hứng cái muốn đi đâu đó chơi. Thế là mình cùng hai ông bạn quyết định đi Long Hải chơi. Đến nơi thì mới biết tại Long Hải đang trong mùa lễ hội Zinco. Lễ hội năm nay tổ chức lớn ơi là lớn. Hóa ra năm nay lễ hội Zinco được bộ cấp chứng nhận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Tại lễ hội còn có nhiều hoạt động vui chơi cho khách du lịch cũng như dân địa phương nữa, vui ơi là vui. Sau một hồi vui chơi, chìm đắm với những cảnh đẹp thì mình nhận ra phải mua quà lưu niệm đem về. Mà các bạn biết đấy, đi Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta thường nhắc đến các món ăn làm từ hải sản, đặc biệt là mắm. Nhắc đến mắm thì tôi nhớ đến ngay một thương hiệu đáng tin cậy và lâu đời, đó là mắm Chí Hải. Tôi liền ghé ngay vào gian hàng của mắm Chí Hải. Nhìn mấy ông bạn tôi kìa, ăn ngon ghê chưa? Các bạn nhân viên ở đây tư vấn nhiệt tình ghê. Và nhất định các bạn phải thử 4 sản phẩm đoạt giải ô cốp, đó là mắm nêm nguyên chất, mắm ruốc có gia vị cao cấp, mắm ruốc xào xả ớt, mắm tô bắc. Mua sắm xong rồi tôi cùng mấy ông bạn ra bãi biển ăn hải sản. Ăn hải sản chấm nước mắm là xưa rồi. Các bạn hãy thử như tôi nè, ăn cùng mắm Chí Hải nó lạ mà ngon lắm nha. Vậy là xong kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay, một ngày xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chúc các bạn khi đến Long Hải sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời giống như tôi. Follow mình ngay nhé.